Vừa qua, theo thống kê từ Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết, chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ quốc khánh ngày 2 tháng 9, trên toàn quốc đã xảy ra 125 vụ tai nạn giao thông, làm 73 người tử vong. Chiều ngày 4 tháng 9, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9, toàn quốc đã xảy ra 127 vụ tai nạn giao thông, làm chết 76 người, bị thương 95 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 125 vụ tai nạn giao thông, làm chết 73 người, bị thương 95 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 3 người. 4 ngày nghỉ lễ quốc khánh, từ năm 2022, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 9 năm 2022, toàn quốc xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông làm 48 người chết, 51 người bị thương, đối chiếu cho thấy tai nạn giao thông tăng cả về số vụ, số người chết và người bị thương, cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 34.477 trường hợp vi phạm phạt tiền hơn 71,8 tỷ đồng tạm giữ 523 xe ô tô, 11.987 xe mô tô, 120 phương tiện khác, tước 7.166 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ, chuyên môn các loại. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã phát hiện 9.390 trường hợp tài xế bị vi phạm nồng độ cồn. 6.233 trường hợp vi phạm về tốc độ, 20 trường hợp vi phạm về ma túy. Cũng theo Cục Cảnh sát Giao thông, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào dịp này do người dân di chuyển về quê, đi du lịch và ngược lại. Trong các ngày 31 tháng 8 và mùng 3 tháng 9, tại Hà Nội, khu vực cửa ngõ phía nam phía bắc thành phố, các tuyến quốc lộ 1, tuyến quốc lộ 6, quốc lộ 32, đại lộ Thăng Long, các tuyến cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ, Ninh Bình, Hà Nội, Thái Nguyên, Hà Nội, Lạng Sơn, tuyến vành đai 3 trên cao, khu vực các bến xe giáp bát nước ngầm Mỹ Đình và các địa phương giáp danh phía nam phía bắc thành phố, mật độ phương tiện lưu thông đông, tăng cao đột biến, có lúc xảy ra ủn tắc cục bộ khu vực cửa ngõ phía đông và phía tây thành phố Hà Nội, các tuyến quốc lộ 2, quốc lộ 5, các tuyến cao tốc nội bài Lào Cai, Hà Nội Hải Phòng, Hạ Long, các tuyến dẫn lên sân bay quốc tế Nội Bài, khu vực bến xe Gia Lâm địa bàn thành phố Hà Nội và các địa phương giáp danh phía đông phía tây thành phố, về cơ bản tình hình giao thông ổn định, các phương tiện lưu thông tăng cao, các phương tiện di chuyển chậm Lực lượng chức năng cũng ghi nhận tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây và thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận, cửa ngõ đi miền Đông, tuyến quốc lộ 1, khu vực cầu Dạch Miễu thuộc hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, lưu lượng phương tiện tăng cao, phương tiện di chuyển chậm, không xảy ra ủn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài. Riêng trong ngày mùng 3 tháng 9, trạm thu phí cầu Dạch Miễu đã tiến hành xả trạm hai lần, gồm 3 làn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã phối hợp điều tiết phân luồng phương tiện không xảy ra ủn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài. Khu vực nội thành thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 9, tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến được đảm bảo, không xảy ra ủn tắc giao thông tại một số tuyến đường có các khu vui chơi và trung tâm thương mại, tham quan di tích lịch sử, lưu lượng người tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc. Có được kết quả trên, theo Cục Cảnh sát Giao thông, đơn vị và công an các địa phương làm nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông, điều tiết giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát các khu vực có mật độ phương tiện tăng cao nhằm kịp thời xử lý những tình huống phát sinh trên tuyến. Công an các địa phương Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình, Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Long An, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh bố trí trên 1.500 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ bố trí xe cầu cứu hộ giải quyết sự cố phương tiện hư hỏng.